Đại hội Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành trong không khí cả nước thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hòa trong không khí đó, trong thời gian qua, toàn thể đảng viên Đảng bộ Trung tâm đã sôi nổi thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực chủ động triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương, đồng chí Lê Thị Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Công đoàn Công thương Việt Nam, cùng đại diện Văn phòng, Ban tổ chức, Ban tuyên giáo, Ban dân vận, Đảng ủy Bộ Công Thương và đại diện cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Công Thương. Trong 5 năm, giai đoạn 2015-2020, Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại Bộ Công Thương luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương, lãnh đạo Bộ Công Thương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kịp thời cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo bộ. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, xác định dù khó khăn còn nhiều, nhưng tập thể Đảng bộ Trung tâm quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra, phấn đấu đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh ít nhất một năm trong nhiệm kỳ. 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong 5 năm, chú trọng công tác chuyên môn và nâng cao đời sống người lao động. Thay mặt Đảng ủy Bộ Công Thương, đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo kiểm điểm đã đánh giá đúng sự thật, chỉ rõ ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao phê bình và tự phê bình, không nể nang né tránh. Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Trung tâm cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, coi trọng công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn của đội ngũ lãnh đạo, đơn vị, đảm bảo từng nhiệm vụ, giải pháp đều được kiểm tra giám sát, thực hiện có hiệu quả, xây dựng và hoàn thiện các quy chế phân công trách nhiệm rõ ràng, minh bạch, nâng cao chất lượng thông tin, nắm bắt kịp thời xu thế phát triển công nghiệp, thương mại, tăng cường phục vụ công tác quản lý của Bộ, duy trì thông tin hỗ trợ doanh nghiệp. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Phạm Hưng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy.